Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà rất đẹp cho Mắt Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Lan ở Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất của công trình này nhé. Đây sẽ là công trình 2 tầng mái Nhật với phong cách tân cổ điển nha quý vị, tạo nên cảm giác cũng khá là sang trọng khi mà chúng ta quan sát về công trình này. Màu sơn thì công trình sẽ sơn duy nhất một màu trắng thôi nhé. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôm. Mắt Hôm là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Hotline chúng tôi là 092-774-8888, 092-556-4444. Hiện tại chúng tôi đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Ở miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị ở miền Trung cũng có thể ghé đến trụ sở Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột, miền Nam có thể ghé đến trụ sở ở Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Trên website chúng tôi sẽ có một nhận tư vấn làm nhà, quý vị có thể điền họ và tên, số điện thoại, chọn một cần tư vấn ở đây. Ví dụ quý vị muốn xây nhà trọn gói, thiết kế nhà, thi công hoàn thiện nhà, thi công phần thô hay cải tạo nhà ha. Ta sẽ chọn một ở đây, sau đó nhập mô tả nhu cầu quý vị vào, ứng vào yêu cầu tư vấn, nhân viên chúng tôi nhận thông tin này sẽ chủ động liên hệ quý vị. Ngoài ra trong website thì cũng có giới thiệu qua về những công trình được bàn giao, rồi về công ty và rất là nhiều những mẫu nhà khác, thì gia chủ cũng có thể truy cập website của chúng tôi để có thể theo dõi nha quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về 3D công trình ngày hôm nay. Như tôi nói lúc nãy, đây là một công trình tân cổ điển ha, và dựa vào đâu thì An nhận biết được điều này. Quý vị có thể thấy đây sẽ có những cái đường cong, kiến trúc phờm rất là đặc trưng, rồi những cái đường chỉ nè, sẽ có những cái đường chỉ âm. Sẽ chạy dọc theo những công trình hay là những vị trí cửa sổ, cửa đi vân vân. Đó quý vị thấy rất là nhiều ha. Rồi ở đây sẽ có rất là nhiều đường chỉ luôn. Nói chung là đây là đặc trưng của nhà tân cổ điển rồi. Thường thì nhà hiện đại đôi khi cũng sẽ xuất hiện có những cái đường chỉ, nhưng mà nó sẽ ít nha quý vị, và nó sẽ cách xa với nhau, chứ ít khi nào mình được đường chỉ mà nó chạy dày đặc giống như nhà tân cổ điển. Cho nên là thường cái chi phí của nhà hiện đại thì nó sẽ tiết kiệm hơn là như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta thi công những cái đường chỉ hoặc là những cái hoa văn đắp nổi cho nhà tân cổ thì không phải là người thợ nào cũng làm được nha quý vị. Đòi hỏi là phải làm thợ có tay nghề cao, có tỉ mỉ hoa tay một chút xíu thì mới có thể đảm nhận những phần này. Do đó là cái chi phí cho nhân công nó cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra thì bởi vì những chi tiết này cho nên là thông thường nha, thì cái thời gian để mà chúng ta hoàn thành những cái phần này nó cũng rất là lâu. Nó sẽ lâu hơn nhà hiện đại rất nhiều, cho nên là từ đó thì nó sẽ đổ chi phí thi công xây dựng ngôi nhà mình lên. Đó là những lý do mà vì sao nhà tân cổ điển trên cùng diện tích, nếu mà chúng ta so sánh về cái chi phí thi công giữa hai công trình luôn, dù cho gọi là cái diện tích nó bằng nhau luôn nha quý vị, nhưng mà tại sao cái nhà hiện đại nó lại rẻ hơn nhà tân cổ điển là như vậy? Đó cũng là giải đáp với thắc mắc của quý khách hàng. Công trình này thì sơn duy nhất một màu trắng thôi. Đây là gam màu hiện tại đang rất là được ưa chuộng và nó có thể trung hòa được tất cả. Dù cho là quý vị sử dụng gạch màu trắng là màu trung tính, màu nóng hay màu lạnh gì thì nó cũng phù hợp hết ha. Giống như ở phần phía bên trên này, phần mái thì sẽ là mái ngói với tông màu xanh dương đậm, đúng không nè? Thì nó đặt cạnh màu trắng nó cũng hợp. Có một số nhà thì lại làm ngói màu ghi cũng hợp luôn, hay là thậm chí là màu nâu cà phê hay là ngói đỏ thì vẫn được. Nói chung là màu trắng là màu rất là dễ phối nha quý vị. Còn phía bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp ở đây, đó chính là ốp đá chẻ nè. Đây quý vị thấy những vị trí bên dưới chân tường với tông màu sẽ là màu ghi. Phần sảnh chúng tôi sẽ thiết kế 5 bậc tượng trưng cho ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ, và chúng tôi sẽ ốp ở đây là ốp đá ha. Và ở đây quý vị có thể ốp là granite đá hoa cương, và với thiết kế ở đây sẽ là thiết kế trải thảm. Quý vị có thể thấy là cái kiểu nè, thì ngay ở trung tâm nó giống như là một cái thảm có tông màu kem, đúng không nào? Rồi hai bên sẽ là màu đen. Thì chúng ta có thể di chuyển ngay trung tâm như thế này. Một số nhà thì cái thảm này thì lại muốn tông màu đỏ hoặc nâu đỏ chẳng hạn thì cũng khá là sang trọng. Sở dĩ vì sao granite thường xuyên được sử dụng cho những khu vực ngoài trời thì cũng có rất là nhiều lý do. Thứ nhất thì có thể kể đến, đó chính là granite nó cứng chắc, nó rất là chắc chắn, cho nên cái vị trí ngoài trời, cái vị trí mà chúng ta cứ ra vào thường xuyên, thì nếu mà chúng ta chọn một cái chất liệu đó nó không chắc chắn thì tôi nói thật quý vị là thời gian ngắn sử dụng nó có thể bị nứt nẻ hoặc là nó bị nhiều cái hiện tượng khác, thì chắc chắn là đây là điều không ai mong muốn. Cho nên là
khi mà chúng ta sử dụng Granite thì sẽ cảm giác là nó yên tâm hơn ha. Ngoài ra thì đây cũng là vị trí mà chịu tác động rất là nhiều bởi thời tiết nắng mưa thất thường. Nếu mà sử dụng những cái loại gạch mà nó không có độ chống thấm hút nước tốt thì một thời gian nó sẽ bị rong rêu, rồi thậm chí đi chúng ta bị trơn trượt, bị trượt ngã thì rất là nguy hiểm. Và Granite thì nó chống thấm hút nước rất là tốt, cho nên là đặt ở ngoài trời là hợp lý nha quý vị. Về giá cả thì hiện tại Granite trên thị trường rơi vào tầm khoảng là hơn 1 triệu cho 1 mét vuông, tầm 1 triệu rưỡi ha. Thì tôi thấy là cái giá nó cũng không phải là quá đắt tiền, nhưng mà nó cũng phù hợp cho những công trình khá là sang trọng nha quý vị. Với công trình này là tân cổ điển, cho nên là như chúng ta quan sát phần lan can sẽ thấy là lan can này thì quý vị có hai sự lựa chọn nha. Chúng ta sẽ tư vấn gia chủ, một là quý vị có thể sử dụng là nhôm đúc. Nhôm đúc thì quý vị biết là nó sẽ tạo hình được rất là đẹp, giống như ở đây có những cái hoa văn họa tiết nó xoắn như thế này nè, thì thường là nhôm đúc sẽ tạo hình được ha. Và thứ hai, quý vị có thể sử dụng là sắt nghệ thuật. Sắt nghệ thuật thì chúng ta có thể sơn tông màu đen và tông màu vàng giống như thế này. Còn ở phía bên trên, ở đây những cái vị trí này thì chúng tôi sẽ làm những cái phần mái che, và chúng tôi cũng sẽ thông thường nha thì nó sẽ đồng cái chất liệu với cái phần lan can bên dưới luôn. Giống như bên dưới mà đã làm sắt nghệ thuật thì bên trên cũng là sắt nghệ thuật. Mà nếu bên dưới mà đã làm nhôm đúc thì bên trên là nhôm đúc nha quý vị. Và đặt thêm bên trên một cái lớp mái kính, có thể sử dụng là kính cường lực hoặc kính nhựa đều được nhé. Hệ thống cửa công trình này thì không khó để nhận ra đều sẽ là cửa nhôm hệ kính 100%. Tuy nhiên là có một sự khác biệt hơn so với những ngôi nhà khác, đó chính là kiến trúc sư và gia chủ đã thống nhất là những cái cửa này sẽ là gam màu trắng nha. Thường thì cửa nhôm hệ kính quý vị thấy là màu ghi, màu xám được sử dụng rất là nhiều. Còn ở đây màu trắng thì rõ ràng nó phù hợp với một thiết kế tân cổ điển thế này, cảm giác ngôi nhà nó sẽ sáng bừng lên đúng không nè. Và với gam màu thì khác nhau về màu, nó không khác về giá tiền quý vị. Cửa nhôm hệ kính thì cái giá nó cũng như nhau thôi. Nếu quý vị lựa chọn nhôm Sinfa Việt Nam thì đơn giá rơi vào tầm khoảng 1 cho đến hơn 2 triệu cho 1 mét vuông. Nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với việc chúng ta sử dụng cửa thép phân gỗ hoặc là cửa gỗ tự nhiên. Thì điều này tùy thuộc vào lựa chọn của gia chủ nhé. Từ đây giờ thì chưa bàn đến phần mái bên trên. Phần mái này chúng tôi thiết kế là mái Nhật và sẽ lợp ngói màu xi măng, có thể sử dụng là ngói Bream, ngói Fuji, ngói Nippon, rất là nhiều những cái dạng ngói khác nhau. Với tông màu ở đây là tông màu xanh dương. Còn phía đuôi phía sau thì quý vị có nhận ra đây là gì không ạ? Thứ nhất là tét nước. Tét nước ở đây chúng tôi thiết kế là tét nước đứng ha. Bởi vì đây là nhà 2 tầng thôi, chúng ta có thể sử dụng tét nước đứng được. Tét đứng thì nó có ưu điểm, đó chính là nó cái lực nước nó đẩy xuống rất là mạnh. Tuy nhiên nó lại có nhược điểm là gì? Đó chính là bởi vì nó tét nước đứng cho nên là nó không có sự chắc chắn bằng so với tét nước nằm. Cho nên thông thường nhà 1-2 tầng thì có thể sử dụng tét nước đứng, nhưng mà nếu mà nhà cao tầng quá như 4-5 tầng hay như thế nào thì sử dụng tét nước nằm nó sẽ an toàn hơn. Còn vị trí này sẽ là thái dương nan. Thái dương nan là máy nước nóng năng lượng mặt trời chuyển hóa năng lượng từ năng lượng mặt trời sang nhiệt năng. Hiện tại thị trường sẽ có 3 loại là ống dầu, ống chân không và tấm phẳng. Tùy theo khả năng tài chính mà chúng ta có thể lựa chọn một cái loại phù hợp. Thường thì tôi thấy là ống dầu và ống chân không thì sẽ được sử dụng nhiều nha quý vị. Một điểm cộng công trình này nữa đó là mảng xanh được thiết kế rất nhiều. Quý vị thấy là từ ở phía trên ban công của tầng 2 hay là phía bên dưới nè, sẽ có rất là nhiều những vị trí mảng xanh để góp phần tăng thêm sinh khí. Đây cũng là một cái đặc trưng trong việc thiết kế của Mark Home. Chúng ta luôn luôn sẽ cố gắng thiết kế những cái mảng xanh như thế này. Lúc nãy có nói là màu trắng thì hiện tại công ty chúng tôi đã có những cái dòng sơn Mark Home với sơn màu trắng full trắng như thế này quý vị. Sơn thì chúng tôi bên cạnh sơn còn có bột bã, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, công tắc đèo, cắm điện vân vân đều sẽ do Mark Home sản xuất và phân phối, cho nên là gia chủ cùng có thể là tham khảo lựa chọn, chúng tôi sẽ có mức giá phải chăng dành cho gia đình của quý vị. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem đến đó chính là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này nhé. Đầu tiên, một lục bản vẽ kiến trúc, hồ sơ tổng cộng 55 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và rất là nhiều chi tiết, ví dụ chi tiết cửa đi, chi tiết cửa sổ, tiết vách kính, cột sảnh, cột giả v.v. Còn đây sẽ là về mặt bài định vị công trình nhé. Chiều dài khu đất này là hơn 30m, chiều ngang ngôi của khu đất là tầm khoảng 15m. Rồi so sánh hoa tiêu chiều B này, hai công trình hướng xuống bên dưới, hướng bên trái, bên dưới là hướng nam, bên trái là hướng tây, công trình sẽ nằm ở hướng đó chính là tây nam. Bây giờ tôi mời quý vị xem qua đây, đây là một số hình ảnh thực tế chúng tôi chụp lại được một flycam khi đến để mà khảo sát địa chất và ký kết hợp đồng nha quý vị. Thì đây là vị trí khu vực đất của công trình và đây sẽ là vị trí nhà xây dựng, sau này chúng ta sẽ xây dựng ở đây. Thì khu đất thì cũng khá là rộng, hiện tại còn trống thôi, nhưng mà em nghĩ là sau này nếu mà ngôi nhà xây dựng xong thì gia chủ nên là
có việc là chúng ta có thể xây thêm tường bao, kèm theo đó là làm những cái cây cảnh như thế nào đó xung quanh để giúp cho công trình chúng ta sẽ hoàn chỉnh hơn nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem tiếp đến đó chính là bát trạch phong thủy nè. Quý vị thấy các hướng tốt, đông, đông nam, bắc nam, màu bản mệnh trắng, xám, vàng nhạt. Thì lúc nãy ta thấy là có tông màu là màu trắng nha quý vị, thì rõ ràng nó cũng rất là hợp với màu bản mệnh của gia chủ. Còn đây sẽ là mặt bằng nội thất công trình này nhé. Chiều dài ngôi nhà sẽ là 11m, chiều rộng ngôi nhà này là 8m. Về công năng chúng tôi bố trí như sau: tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ nha và hai vị trí nhà vệ sinh. Lối tiếp cận sẽ có lối cửa chính vào phòng khách nè, phòng bếp mở ra sảnh phụ và cửa hậu phía sau. Cửa chính và cửa hậu sẽ không nằm trên cục đường thẳng, nằm lệch qua cho nên không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát. Tiến lên tầng 2 chúng ta sẽ bố trí là phòng thờ nè, sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ nữa nhé và sẽ có là tương ứng 3 vị trí của nhà vệ sinh. Ở tầng 2 thì gần như là mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Đây cũng là ưu điểm rất lớn của thiết kế này. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị chúng ta xem qua đó chính là phối cảnh bốc máy của công trình này nhé. Đầu tiên là không gian của phòng khách đi. Ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là quý vị thấy sẽ gồm có đó chính là một chiếc ghế sofa băng, 3 chỗ ngồi đối diện với hai chiếc ghế đôn không tựa. Về ghế sofa thì chúng ta có nhiều lựa chọn ha. Thông thường thì chúng tôi tư vấn gia chủ có thể lựa chọn là gỗ tự nhiên, có thể là gỗ sồi nè, gỗ hương nè, gỗ ốc chó nè vân vân. Đệm ngồi thì nếu quý vị chúng ta muốn có sự sang trọng thì ta có thể sử dụng là da thật. Còn trường hợp ta muốn tiết kiệm hơn có thể sử dụng da cao cấp, giả da hoặc là da thường. Còn muốn rẻ nữa thì ta có thể đổi sang sử dụng là vải nỉ chẳng hạn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bọc da thì nó có sự sang trọng hơn nha quý vị. Và bọc da đó nó có ưu điểm là chúng ta ngồi cảm giác khá là mát. Chưa kể là lỡ mà trong quá trình ngồi mà có ăn uống hay nào đó có rơi vãi thức ăn, cái việc vệ sinh một cái bộ ghế da nó sẽ đơn giản hơn so với việc mà chúng ta vệ sinh một cái bộ ghế vải nỉ nha. Cho nên là quý vị cũng lưu ý vấn đề này. Còn đây sẽ là vị trí của bàn trà ha. Bàn trà được thiết kế hình chữ nhật, được thiết kế bo góc. Mặt bàn thì sẽ là kính cường lực màu đen nha quý vị. Còn phía bên này sẽ là vị trí của kệ tivi. Kệ tivi thì cũng là chất liệu là gỗ tự nhiên thôi. Và ở đây chúng tôi sẽ làm nguyên cái kệ kết hợp với lam gỗ nè. Những cái kệ tủ này chúng ta có thể đặt những món đồ trang trí, đồ lưu niệm. Còn những cái lam này thì nó sẽ góp phần là phân chia giữa không gian phòng khách và phòng bếp ở phía sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát về không gian bếp nhé. Kệ tủ bếp thì sẽ được thiết kế là hình chữ L nè, với chất liệu MDF phủ melamin, tông màu trắng và gỗ, cũng khá là quen thuộc rồi. Mặt bếp thì sẽ ốp đá radit có tông màu trắng vân mây, còn vị trí này sẽ là vị trí của bàn ăn. Bàn thì chúng tôi thiết kế là gỗ nguyên khói nha, và xung quanh là 6 chiếc ghế ăn. Điểm ngồi chúng tôi sẽ bọc da cao cấp, tạo cảm giác rất là dễ chịu nha quý vị. Còn phía bên này thì đây sẽ là không gian của phòng ngủ. Phòng ngủ ở đây thì chúng tôi sẽ đặt chiếc giường ở vị trí này ha. Được, giường sẽ thiết kế là dạng bục. Giường thì bây giờ có hai loại quý vị, một dạng bục và hai là có chân. Thì mỗi loại đều có những cái ưu nhược điểm riêng. Có chân thì chúng ta có thể là vệ sinh ở phía bên dưới giường dễ hơn. Còn dạng bục là chúng ta không vệ sinh thường xuyên đâu, bởi vì nó khích ở phía bên dưới luôn rồi đúng không nào. Và nó lại có ưu điểm là nó sẽ có những cái hộc, chúng ta có thể đựng chăn ga gối nệm vẫn được. Còn vị trí này sẽ là vị trí của tủ quần áo được thiết kế cao kịch trần, gắn liền vị trí của bàn làm việc. Còn bây giờ thì ta sẽ quan sát đến không gian của tầng 2 công trình ha. Vị trí cầu thang quý vị thấy được thiết kế cũng khá là đẹp và được thiết kế lắp hệ thống đèn cảm ứng. Cái đèn cảm ứng này, cái đèn LED này là quý vị, nó có cái ưu điểm là khi mà nó có thể cảm nhận được người ta nha. Tức là khi quý vị bước đến nó cảm nhận được thì nó mới mở sáng đèn lên. Thì đó cũng là một cái điểm ưu điểm rất là lớn, ví dụ vào buổi tối chẳng hạn khi chúng ta di chuyển đúng không nè. Còn đây sẽ là vị trí cung kính nhất của ngôi nhà, đó chính là phòng thờ. Thì bàn thờ chất liệu gỗ tự nhiên, rồi hai bên có hai chậu cây bonsai nè. Vách phía sau sẽ được cắt CNC. Và cái không gian này chúng tôi sẽ có ô cửa mở ra cái ban công ngay phía trước nữa, cho nên giúp không gian thờ tự sẽ không cảm giác bị ngột ngạt. Còn ở đây sẽ là ba cái phòng ngủ còn lại ha. Nói chung là những cái phòng ngủ thì về chức năng, về gọi là nội thất bên trong nó đều gần như là tương đồng với nhau, đều có đầy đủ giường nè, tủ nè, bàn làm việc, bàn trang điểm, táp đầu giường vân vân, đầy đủ hết. Và cả phía bên trong mỗi phòng cũng sẽ có nhà vệ sinh khép kín nữa.
Riêng căn phòng này thì nó rộng hơn. Đây là căn phòng có lẽ là phòng ngủ nó rộng nhất của ngôi nhà luôn. Quý vị có thể thấy diện tích khá là rộng ha. Và An quan sát thấy là cái sàn ở đây thì gia chủ sẽ có sự thay đổi ha. Đó chính là sàn phòng ngủ thì thay vì sẽ ốp đá giống phía bên ngoài thì không, ở đây sẽ đổi lại đó chính là ốp sàn gỗ hoặc là cũng có thể ốp gạch giả gỗ tùy theo lựa chọn của gia chủ. Màu gỗ là cái màu nó sẽ là nghiêng về gam màu nóng, tạo cảm giác rất là ấm cúng, dễ chịu cho nên tạo giấc ngủ ngon hơn cho gia đình. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem tiếp đến đó chính là về mặt đứng của công trình này nhé. Ở đây có sông Hôn định mái là 10,2m, sàn tầng 1, sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái sẽ là 3,6m. Ngược lại có sông Hôn xuống Lệ Sơn là 750mm, chia cho ở đây sẽ là 5 bậc, thì mỗi bậc sẽ là 150mm, tương ứng bước chân người Việt Nam tầm là 150-180mm. An xem đến đó chính là mặt cắt của công trình đi, quý vị thấy lối cầu thang di chuyển ở giữa nhà nè, sàn có sắp mái đổ bê tông và những vị trí ví dụ ban công thì chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là giật cấp. Tôi sẽ xem tiếp đến đó chính là về hồ sơ điện nước công trình ngày hôm nay. Thì An sẽ xem một bản vẽ nghĩ là cũng rất là quan trọng. Đó chính là ở đây, mặt bằng chống sét tiếp địa của công trình. Quý vị thấy cọc thép bọc đồng D16 nè, cáp đồng trần mà 50 nè. Đó, chúng tôi ký hiệu rất cụ thể dây dựng sét nối hệ thống cọc tiếp địa ở đây. Còn phía ở trên phần mái nha, thì chúng tôi sẽ có bố trí kim thu sét của Intesco. Cuối cùng xem qua dự toán thông tin công trình thì đây là bản dự toán chi phí xây dựng ha. Trong đây có một phần thô, phần móng, móng ép cọc, đào đất móng, bệ phốt, toàn bộ móng v.v. Đây đến số 2 phần thân có phần cột, phần dầm, phần sàn, phần thang, lan tô, rồi đến 3 phần xây trái v.v. đầy đủ đơn vị, khối lượng, đơn giá, thành tiền và ghi chú. Vậy là tôi vừa giới thiệu quý vị đó chính là một công trình 2 tầng mái Nhật phong cách tân cổ điển rất là đẹp mắt. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích. Nếu quý vị nhu cầu thiết kế và thi công thì gần ngại liên hệ ngay với Mark Home qua hotline chúng tôi 092-774-8888, 092-556-4444. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.